Để nhận quà tặng khuyến mãi của Tahi Game, anh chị hãy bấm vào đăng ký và bấm bật chuông lên. Nhớ phải bật chuông nhá. Chào anh chị, đây là những cái tác phẩm đẹp nhất hiện tại đang sản xuất bên vàng bạc Tahi Phạm. Anh chị xem thì cũng biết để dùng làm gì rồi. Nó làm mặt dây anh chị nhá. Những cái con rồng tác phẩm đỉnh cao như thế này. Rất nhiều nơi làm cái mẫu này của tôi. Nhưng mà anh chị cứ xem rồi anh chị sẽ thấy nó khác nhau rất là nhiều về mặt thẩm mỹ. Đây là một con rồng phun trâu. Thì hiện tại ở đây là cái miệng nó phun hạt trâu này, tôi chưa lắp này. Hạt trâu nằm ở đây anh chị nhé. Còn cái đuôi nó ốp xuống dưới. Đây, chi tiết cho anh chị xem lại. Càng ngày sản phẩm càng đẹp lên anh chị ạ. Đây là chúng ta có hai con đối diện nhau. Đây con là dùng mắt sapphire, sapphire trắng, sáng như kim cương luôn. Đấy, trên cái form như này anh chị nhé. Đây bộ hàm anh chị nhìn này. Thì trên con rồng này thì chi tiết nó gồm hai phần. Thứ nhất là cái phần thân uốn lượn từ đây về đây. Và anh chị có thể thấy là tất cả sản phẩm của chúng tôi là làm nguyên khối hết nhá. Nghĩa thi công từ đầu hết theo sản phẩm thật. Không có cắt chạm rồi cắt dán gì cả. Đấy, đây là sản phẩm cao cấp. Đây là một cái mẫu khác. Còn đây là cái mẫu kinh điển mà chúng ta gặp rất nhiều lần rồi. Hàng siêu khủng đây. Những cái sản phẩm này nó cỡ tầm khoảng hơn 2 cây vàng, rất là nặng. Tôi cố gắng tôi giữ nghề truyền thống là làm sắp tay. Đến chừng nào mà nhà nước không cho làm nữa. Khi nào mà khoa kỹ thuật phát triển cao thì nó thật với anh chị là những cái đồ sắp tay như này, nói vậy thôi, nó truyền thống bên làng nghề của chúng tôi là 1.400 năm rồi. Tuy nhiên là ngày xưa thì điều kiện kinh tế khó khăn thì chúng ta không có điều kiện làm bằng vàng mà chỉ phục vụ cho vua chúa thôi. Nhưng bây giờ thì chúng ta có khả năng làm bằng vàng rồi thì cái nghề này trong trong sự phát triển của tôi, trong tay tôi ấy, nghĩa là trong cái công việc của tôi ấy, thì nó phát triển vượt bậc. Nghĩa là trong cái giai đoạn khoảng 5 năm trở lại đây thì những công nghệ làm những sản phẩm này nó gấp rất nhiều lần do hàng ngàn năm về trước. Do tôi có điều kiện tôi sử dụng chất liệu vàng khối trên cái sản phẩm này. Thì anh chị hình dung là ngày xưa thì ăn không có mà ăn thì làm gì có tiền làm vàng làm chơi, đúng không? Nhưng bây giờ thì thứ nhất là tay nghề rất là cao, thừa hưởng cái tay nghề truyền thống của ông cha, với lại có điều kiện để có thể dùng được vàng nữa. Thế nên là sản phẩm của chúng ta bây giờ nó hoàn hảo như thế này. Thế còn rất nhiều bên ngoài người ta làm nhái của tôi nhiều lắm, chắc anh chị cũng xem rồi. Nhưng mà anh chị chỉ cần cầm qua cái này một lần thôi thì những cái hàng kia không còn tên tuổi nữa. Rồi ok. Cái video này thì sơ sơ về hôm nay vừa làm xong mấy con thì tôi gửi đi rồi. Thì tôi chụp lại cho anh em xem lại những cái sản phẩm gì. Bây giờ bên ngoài các anh em mới nói chuyện là nó nhiều khi nó cứ nổ quá. Người ta làm một cái mẫu người ta in đi in lại, người ta cứ so với cái hàng làm tay của mình. Đó, miệng rồng, thân rồng này. Ok, xin chào anh chị nhá. Tạm biệt anh chị, chúc anh chị vui vẻ. Bye bye.